Thưa quý vị, năm 2023 được dự báo có nhiều động lực để Đà Nẵng tiếp đà tăng trưởng, mở rộng quy mô kinh tế, thực hiện hiệu quả chủ đề năm khơi thông các nguồn lực phát triển. Để thực hiện mục tiêu này, Đà Nẵng cần nhanh chóng tạo quỹ đất sạch, khơi thông nguồn lực đất đai, phục vụ sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư. Năm 2023, Đà Nẵng đề ra chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng từ 5-6% chỉ số sản xuất công nghiệp so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng từ 9-10%, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng từ 8-9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng từ 10-11% so với năm 2022. Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên, ngành công thương thành phố Đà Nẵng tập trung nhiều giải pháp quan trọng. Năm 2023 thì để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, ngành công thương chúng tôi cùng với các ngành sẽ tham mưu cho ban thành phố trước tiên là sẽ đẩy mạnh cái việc triển khai các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như là chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ, chính sách khuyến công, rồi chính sách về xúc tiến thương mại. Cái thứ hai là sẽ đẩy nhanh cái việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sớm đưa cụm công nghiệp Cẩm Lệ đi vào hoạt động, cũng như là cái việc đẩy nhanh để lựa chọn chủ đầu tư các cái cụm công nghiệp mới và các cái khu công nghiệp để phát triển, tạo cái quỹ đất cho doanh nghiệp thành phố trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo. Tuy nhiên, cũng theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, một trong những khó khăn của ngành hiện nay là thiếu quỹ đất dành cho doanh nghiệp. Diện tích đất cho thuê tại các khu vực này đã được lấp đầy trên 85%, các khu cụm công nghiệp mới lại đang trong giai đoạn đầu tư. Đối với các dự án ngoài khu công nghiệp, hiện đang thiếu quỹ đất sạch có quy mô lớn để sẵn sàng kêu gọi đầu tư. Chưa kể các dự án đề xuất đầu tư có liên quan đến đất đai cần phải thực hiện các thủ tục về quy hoạch, về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Các thủ tục thường kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến công tác kêu gọi đầu tư. Vì vậy, để phục vụ sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh thu hút đầu tư, trước hết, thành phố cần giải quyết các vướng mắc, nhanh chóng phát triển quỹ đất sạch. Đối với thành phố Đà Nẵng thì cái quỹ đất cho phát triển công nghiệp vẫn là cái vấn đề vướng mắc lớn nhất. Mặc dù chúng tôi hy vọng năm 2023 có thể cụm công nghiệp Cẩm Lệ sẽ được đi vào hoạt động, nhưng cái tổng thể so với nhu cầu thì quỹ đất đó cũng còn rất là nhỏ bé. Với cái ngành sản xuất thì Đà Nẵng không có mạnh, thật sự mà nói, tại vì chúng ta không có cái nhiều cái khu công nghiệp mà còn dư địa, hay là khu công nghệ cao chúng ta cũng ít doanh nghiệp đầu tư vào, vì chúng ta chọn lựa cái xúc đầu tư theo cái tiêu chuẩn khu công nghệ cao. Cho nên là để mà thúc đẩy sản xuất thì Đà Nẵng phải mở thêm các khu công nghiệp. Hiện nay chính sách có rồi mấy năm rồi nhưng mà vẫn chưa có một chỗ đầu tư nào hình thành hết. Chúng tôi mong muốn rằng là lãnh đạo cấp cao nhất của thành phố là quan tâm để mà thúc đẩy các khu công nghiệp có chủ đầu tư đi vào vận hành, thì lúc đó các nhà đầu tư người ta mới tìm đến. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cũng cho biết hiện nay thành phố đang cố gắng tập trung hoàn thành phê duyệt các phân khu chức năng, quy hoạch 1/500. Đây được xem là tiền đề quan trọng tạo quỹ đất cơ sở để thu hút các dự án. Đồng thời, thành phố đang khẩn trương kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện triển khai xây dựng các khu công nghiệp mới như khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh và chuyển đổi khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, nghiên cứu mở rộng khu công nghệ cao, tạo nguồn quỹ đất sẵn có, tập trung đầu tư để khớp nối hạ tầng các khu công nghiệp, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.